chào cô chú anh chị, hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị cái lô này là khế gân nha cô chú anh chị. Khế gân. Khế gân đâm trời sống khỏe hết rồi ha. Dưới mấy cây bông trang nha anh chị, trang đỏ, trang vàng, sống khỏe đâm hết trơn rồi ha. Xây dập gãy mấy cái chòi non ở phía ngoài nha anh chị. À, cô chú anh chị nào nhận cây mà nó có dập gãy anh chị thông cảm giùm em ha. Tại vì cái này là em chỉ ướp cháy thôi. Nhưng mà nó đâm chòi như vậy rồi là nó rất là dễ sống nha anh chị. Mã số này là mã số K1. Cái này bự nè anh chị ơi, khá là to luôn á. Dính liền ở đây một bệ luôn nè anh chị. Cái gân là trái chua ha. Trái chua da nó xù xì, cái lớp da nó cho tổng cái này luôn nha anh chị, tại vì cái này nó dính một bệ ở đây luôn, cho tổng sát ở dưới cái chữ bụ đế đó là 52. 52 hoành. Rồi một cái thăng đó là 35. Một thăng 35. Chiều cao là 1m02. Chiều cao 1m02. Đường kính bầu là 35. Đường kính bầu 35. Rồi cây mã số K1 1,7 triệu nha anh chị. Bao ship luôn ha. Tiếp theo cây mã số K2. K2. Cây đâm chồi là chị yên tâm ha. Cây đâm chồi sống khỏe hết anh chị yên tâm. Đâm chồi lá không. Nhưng mà nó có dập gãy là chị không chặt cho em ha. Cái chồi nó cũng mấy cái tan cành rồi nó không có gãy đâu. Rồi đâu mà nó đây là 43 hoành. 43 hoành. To lắm nha anh chị. Chiều cao của nó là 1m16. Đường kính bầu là 33. Đường kính bầu 33. Cây này to nha. Rồi mã số là K2. Cây này giao lưu với chị là 2 triệu bao ship. Rồi K2 2 triệu bao ship nha anh chị. Mã số K3. Số K3. Nó là 35 hoành. Chiều cao nó là 90. Chiều cao 90. Đường kính bầu là 30. Đường kính bầu 30. Rồi cái K3. K3 này em giao lưu với anh chị là 1.500.000 bao ship. K3 1.500.000 anh chị. Rồi tiếp theo cây mã số K4. K4. Cây đâm chồi lên hết rồi. Hoành 32. Cao là 1m02. Cao 1m02. Đường kính bầu là 34. Đường kính bầu 34. Rồi mã số K4 1.700.000 bao ship. K4 1.700.000 nha anh chị. Tiếp theo cây mã số K5. Rồi K5. K5. Hai cành đều nè anh chị. K5 ha. Nhánh bên đây nó bị gãy nha anh chị. Hổm nè nè, nhánh chỗ này nó bị gãy. Gà mà nó bị gãy rồi. Gà to rồi. Hoành đây 31. Về nó ra lại thôi anh chị ơi. Hoành đây là 31 nha anh chị. 31 hoành. Cao nó là 84. Cao 84. Đường kính bầu là 30. Đường kính bầu 30. Này gông ghê nó đóng nha anh chị, này cũng lâu năm lắm rồi ha. Rồi mã số này là mã số K5, 1,5 triệu em bao ship. K5 1,5 triệu. Rồi tiếp theo K6, cây trang vàng lá nhỏ nha anh chị. Trang vàng lá nhỏ nha anh chị. Đó. K6 to nha. To lắm anh chị ơi. To hơn cổ tay. Đó, cổ tay. Em đo sát đây 18, 18 10, rưỡi luôn á. 18 hoành thôi. Chiều cao đó là 28. Đường kính bầu là 18. Này mới bước cắt khô quá. Nên nó vậy nha anh chị. K6 500.000 em bao ship. 500.000 nha anh chị. Trang vàng lá nhỏ ha. Ồ, cây này cũ bành ghi nữa nè chị. K7. Đó, to lắm nha anh chị. Mã số K7 ha. Hoành nó 17. Cao nó là 23. Này mới bứng nha anh chị. Mã số K7 500.000 bao ship. 500.000 bao ship.
Rồi K8. K8 nè anh chị ơi. Này trang đỏ nha anh chị. Hoa rá trời hoa luôn anh chị ơi. Này em gửi cái chậu luôn mà không biết cái chậu này em ốp mướp vô rồi nó cũng mong là an toàn nha anh chị. Mà đó, nó có bể thì anh chị nếu chung là bể thì em anh chị thông cảm đi. Tại cái này em sẽ ốp mướp luôn nè. Nhưng mà giờ vận chuyển em không có bảo hành được cho chị ơi, nhờ nhiều khi nó điện bu điện nó liền. Chị cao cái chậu là 50. Chị cao chậu 50. Rồi chiều dài cái thân này đó là 75. Rồi trên này em cũng báo anh chị luôn là em ốp giấy luôn ha. Có nghĩa là em này em kết xuống ốp giấy bóng keo luôn. Nói sẵn vậy cho anh chị dễ ha. Rồi mấy có nhiều khi nó có gãy mấy nhánh nhỏ nhỏ anh chị thông cảm. Này ốp xuống cũng không có cũng đỡ anh chị ơi. Rồi K8 này em giao luôn với anh chị 700.000 bao ship. K8 700.000 mà bao ship luôn đó anh chị ơi. À. Rồi. Tiếp theo. K9. K9. Đó. K9 có cành bay nè. Hoa. Cái chậu này cũng vậy nha anh chị, em sẽ ốp giấy, ốp phải em sẽ ốp mướp. Chiều cao cái chậu là tầm 25. Rồi chiều dài cái nhánh này là 33. Cái này đẹp nè anh chị ơi. À. Này đóng thiệt kỹ cho anh chị. K9 400.000 bao ship. Rồi chỉ 400.000 thôi anh chị ơi, bao ship luôn ha. Hoa rất là đẹp luôn nè. Kính chào cô chú anh chị, hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị cái lô này là mai chú thủy nu đột biến nha cô chú anh chị. Đó, nu đột biến là nó nu từ ở dưới thân nè, ở dưới gốc nó nu lên tới tay cành luôn ha. Đó, chị xem nó nu cục. Càng già nó càng nu nha anh chị. Đó. Này là mai chú thủy hoa màu trắng nè. Đây thì có lá hoa nhiều nè. Tầm lá lá chung á. Nè, lá nó cũng cỡ lá chung nha anh chị. Đây hoa rất là nhiều luôn nha anh chị. Đó. Đó, rất là nhiều hoa ha. Này em bán một cặp. Này bán một cặp, hai cái này em mới bứng về anh chị, về khui bớt đất cái chồng nha anh chị. Mã chữ thủy dễ sống anh chị. Rồi mã số này là mã số C1. C1. Cái này một cốt luôn nè anh chị. Hoành ở đây là 14.5. Đoan cây thôi. Chiều cao nó 26. Em đoan cây kia tương tự nha anh chị. Hoành nó to nha anh chị. Rồi mã số C1. Cặp này giao lưu với anh chị là 500.000 bao ship. Rồi tiếp theo. Mã số C2 nha anh chị. Số C2, chị thấy bông nè. Bông cũng nhiều dữ lắm, nhiều nha anh chị. Bông mầm to luôn ha. Đó ha. Đó, bông có thể. Đây là mai chú thủy nu đột biến là nó nu, nu dữ lắm, nu luôn. Nu cục ha. Đó, này cô chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em nha cô chú anh chị. Này hoa nè. Rồi mã số C2 nha. Cũng như mai chú thủy thường mình thôi. Cốt hoành nó 14. Chiều cao nó là 29. Này về mình khui đất ra mình trồng ha anh chị. Có cây này nó không có gì nữa em ấm xì dừa lại. Đó. Cái cũ nguyên cái cũ đó. Luôn. Đó thì mình trộn rồi em ủ chấu xì dừa lại em gửi ha. Cái này về anh chị khui ra rồi khui ra trồng ha. Tại em mới bứng cái đất nó cục cục quá. Mã số C2 500.000 bao ship. C2 500.000 bao ship anh chị ơi. C3. C3 nha anh chị. Cây này nó có cái sẹo đây kéo bít lên nè. Cái lớp già nó còn bông ở đây nè. Hoành đây 13. Chiều cao đó là 32. Cái lớp bông đây ha, mã số C3 500.000 em bao ship. C3 500.000. C4. C4. Hoa cũng thơm lắm nha anh chị. Hoa giới thủy bình thường anh chị. Hoành đây là 14. Chiều cao 32. Mã số này là C4 500.000 em bao ship. C5 một cốt không nha anh chị. Rất là đẹp luôn ha. Cây một cốt luôn nha. Cốt khó khăn nó cũng cao nè. Quạnh đây là 12.5. Chiều cao nó là 31. Rồi C5 500.000 em bao ship. 500.000. Lâu lâu em mới có loại này nha anh chị. Này là nu đột biến nè, anh chị coi nè, nó nu đẹp lắm ha. Nè, nó nu to mà nó khít nè. Hoa của nó nè anh chị. Hoành đây là 11.5. Chiều cao nó là 34. Rồi mã số C6 500.000 em bao ship. Này là em bao ship luôn ha. Mã số C7. Hoành đây là 13.5. Chiều cao nó 21. Rồi gây C7 500.000. Mã số C7.
và tiếp theo là xe tám. C9. C9. Rồi sáng dưới đây nha. Sáng dưới này là 15 luôn nè anh chị. Chiều cao nó là 30. Rồi C9 500 ngàn luôn em bao ship. C9 500 ngàn anh chị ơi. C10. Này C10. Này. Mấy cái này nó đụng nó gãy à. Nhánh này nó hơi gãy. Quanh đây 10,5 gần 11. Chiều cao nó 37. Rồi cặp này là C10 400.000 bao xe. 400.000. Hơi nhỏ hơn. C11. Cái này nó giúp sức. Tự nhiên. Cái này nó nhỏ nên cái bầu nó hơi nhỏ nha anh chị. Để nó chấp da đây nè. Cái này nó có bị cái sẹo kéo bít à, này chấp da này nó bị chấp á. Quanh đây 12,5.